mến chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay là bây giờ là khoảng 12 giờ trưa nhé. Hiện tại thì Kiên đang đứng ở trên con đường Phạm Văn Hai bên quận Tân Bình. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với lại quý vị một cái quán canh bún của cô Chi, bán cũng hơn 40 năm ở Sài Gòn rồi. Hôm nay thì cô gọi là mình đi qua đây thì mình thấy cô bán lại rồi nhé. Thì Kiên sẽ vào quay và chia sẻ với quý vị cái nồi canh bún của cô Chi ở đây nhé. Đây quý vị, Kiên đang đứng ở con đường Phạm Văn Hai này hôm nay. Cái quán canh bún của cô Chi thì nằm ở số là 314 đường Phạm Văn Hai. Bên này là phường 5 quận Tân Bình nha quý vị. Đây, nó nằm ở phía đối diện quý vị đấy. Giờ thì Kiên sẽ sang bên đó xem cô bán như thế nào nhé. Đây, Kiên đang đứng trước cái nồi canh bún của cô này. Cô đang làm cho khách mang về nhé. Nhìn cái nồi canh bún đầy ắp, nước lèo đầy ắp luôn. Bây giờ Kiên sẽ vào quay cận cảnh để chia sẻ với quý vị. Trong này mình có thể là ngồi phía trong nhà ăn, có bàn ghế đàng hoàng nhé. Cô khỏe không cô? Cô mới bán lại được 1 tháng. Bán được hôm mùng 4 tháng 10 cô ha. Đây là trong này có cái này là đậu, bên dưới là chả. Cái này là rau muống. Đấy. Đây quý vị, cái này là cái riêu cua này, riêu cua nguyên chất cô làm này. Cái này khoảng 30 kg này. Cô bảo nặng quá không kiêng nổi. 30 kg nha. Thiệt nhất nhiêu đó rồi đó. Dạ. Vậy một ra được để ra được một nay riêu cua thì phải bao nhiêu ký cua cô? 30 kg cua mới được nay gạch nha quý vị. Đấy. Rất là nặng luôn ha. Nặng, rất là nặng cô. Dạ. Thơm quá cô. Tiêu mà. Dạ. Giờ dậy xé rồi. Dạ. Cua được có ít thịt hơn. À. Chứ đâu phải là một cái cua nó được 6 lạng này đâu. À. Nó còn mai yếm. Dạ. Nước non còn được có 6 lạng thôi. Dạ. Đó. Một ký cua là còn 6 lạng. Ừ. Bắt đầu mình nó là mình xay ra. Dạ. Xay ra mình cho muối. Dạ. Muối là mình mới lọc ra, lọc 2-3 lần mình vây ra. Dạ. 2-3 lần mới được sản phẩm này đó. À. Thơm quá. Đó là cua thịt của nó thơm đó. Yeah. Nghe cái này cô làm thì công lắm cô ha. Ờ đó thịt cua không đó. Này sáng là cô phải dậy mấy giờ để xay này? 3 giờ. 3 giờ sáng là 3 giờ sáng là xay. 2 giờ sáng được xé. À. Cô đưa cua sống cho mình đó. Dạ. Yeah. Xé lấy. Xé sau xay ra này mấy công đoạn luôn. Trời ơi, xé ra còn sóc sạch sẽ để nó xong ráo rồi mới xay ra. Dạ. Xay ra rồi mới la cho muối. Dạ. Yeah. Muối đầy trong vòng 20 phút. 20 phút là 30 phút xong bắt đầu quay ra lọc. Dạ. Lọc nó nấu luôn rồi ra bán luôn á. À. Tại vì cái nồi nước này nó to lắm. Dạ. Nước này nó phải 80 lít rồi ha. Dạ. Thời gian nó khô phải đặt gần tiếng rồi. À. Hai nồi cũng gần tiếng. Dạ. Hồi xưa nó bắt hàng á. Dạ. Cứ thả bún nó còn son rồi bán tứ tắc luôn. Ngày nó có dám thả. Ngày xưa là cô thả bún vào đây luôn. Thả vào đây luôn. Giờ là cô bán để ngoài. Giờ bán nó đông hết là sống gì cả. Bây giờ nó cũng cái lò sống rồi nó đặt á. Nước nó đâu có lò sống. Dạ. Nấu được cả nước, cả cái lịch bịch vô hết. Đến ăn nhiều béo là cô sẽ cho thêm cái này của ha. Cho thêm cái gạch cua. Gạch cua này là ai ăn nhiều béo này chứ. Ai ăn nhiều bánh đa, cô sẽ ăn nhiều bánh đa. Ở xuống kìa. Đà nữa. Chưa ăn cơm nữa. Cái đó mà mày gọi đi. Một phần nó xuống rồi. Cái đầu ảo luôn.
cha cụ. Bánh đa này nè, có cái nước béo nó ngon lắm. Dạ. Ta có cái nước béo thấm cái bánh đa hết rồi. Tên ở đâu? Dạ. Cái này là nước cua không à? Nước riêu cua. Dạ. Bên trên là cái lớp riêu cua, nước béo của cua. Cái gạch cua, gạch cua. Cái gạch của nó là nó dạ. À, đổi mình cho nó lên, nó tự nổi lên không ha? Tự nổi lên là nhìn nó béo. Dạ. Mùa đang mùa cua ngon, sắp hết mùa rồi. Mùa cua là mấy tháng cô? Tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Tháng 10. Mà mới đầu cái tháng 9, tháng 10 là cua nó mới chắc nè. Dạ. Tháng 12 là cua chắc lắm rồi. Tháng 12 là em bắt đầu hết rồi đó. Hết dạ. Rồi đó. Hết là hết hết cua. Nó có mà nó mắc lắm, nó là trăm mấy một tí. Dạ. Bây giờ thì nó có mấy chục thôi. Nhưng mà buồn quá. Vừa tiếc chứ gầy dựng lên cái gian hàng quán này mấy chục năm rồi có khách thì mình rất tiếc. Có khách quen rồi mà mình bán nghỉ rất tiếc. Tiếc cái gì mà người đó là nổ gì bán mấy cái bún thôi cũng không hết. Dạ. Mấy cái ngồi mấy cái bún là mấy ngày. Mấy này cô nghỉ là cô lại buồn đó. Không có việc gọi là mình dành dội mình lại không biết làm gì. Dạ. Như con thấy ở đây là cô có đặt quá áp vẫn được đúng không cô? Đặt quá áp có được à? Đặt quá áp có được không? Được, à. Nhà này có đăng ký. À, con thấy nó dán cái áp kia. Đăng ký nó ăn 100 hay là gì không biết. Dạ. Cô không đăng ký đúng không? Dạ. Dạ. Thôi bán được nhiều bán thì bán được nhiều bán. Rồi. Dạ. Đã làm cái đăng ký ăn 100 một keo. Dạ. Vậy cũng chẳng làm ra cái vấn đề đó. Dạ. Đây ai ăn thì đến cửa đến trực tiếp, còn không thì nhờ người nhờ Grab nó đi mua cho ha. Đúng rồi chứ đâu có nhà không có đăng ký. Dạ. Nó tự đặt, người ta tự đặt người đi mua. Dạ. Đấy, cứ hết là cô lại đổ nước lèo lên, hết lại đổ gỗ lên. Ở đây cô bán mang về cũng nhiều lắm ha. Giờ là đa số khách mua mang về đúng không? Mang nhiều về nhiều lắm á. Dạ. Hơn trăm tô á. Dạ. Mà người ta cho ăn đó. Dạ. Mang về không có chút ai dám ăn mà phải 200 tô chứ. À. Bây giờ bắt đầu nó cho ăn rồi đó. Cái
sợi bánh canh nhìn đẹp quá ha. Nhìn nó ha. Cắt được có 2 miếng đậu. Này khách ăn thêm. Con nào? Anh này xin lỗi đi thôi. Mình có bán vậy là một tháng vậy là lúc nào mệt thì nghỉ ha, chứ còn ngày nào cũng bán đúng không? Chủ nhật nghỉ. Chủ nhật nghỉ đúng không? À. Cái này là nhà cô ha cô ha? Nhà chứ muốn mà chết. Này cô ở trên là bán dưới hả? Mặt bằng này rộng ha. Mặt bằng này cho em bán mấy chục triệu đó. Tháng mấy chục triệu nhưng mà cô bán chắc cô bán có được mặt bằng không? Như vậy nè. Dạ. À. Cho thuê tiền nó có những đó thôi à. Cũng như là tiền cũng có tiền dạ. Nước rồi đó tiền dạ. Công nhân buôn bán nó có dư được chút xíu dạ. Nó thoải mái đó không có cho lại lực một ai đúng rồi đó dạ. Đó thứ nhất nó chung chạy ai mà muốn bán muốn gì cứ nghĩ gì đúng rồi ra cửa vào cửa sâu vào dạ. Đó là như vậy. Bây giờ thật sự bây giờ có nhà cho thuê cũng không có ăn đâu đúng rồi. Năm nay đấy năm nay cũng nhiều người cũng không cho thuê được cái chứ. Nó dịch là một dịch. Nhà, với lại bây giờ người ta thuê người ta làm ăn mà người ta nghĩ tình trạng như là mình phải bớt người ta. Đúng rồi. Đúng thật sự nếu mà mình bớt mình không lấy tiền thì cũng không sống được. Đúng rồi. Lấy tiền ít quá thì cũng không được. Dạ. Mà giờ mà đợi người ta thuê nhà thì ít nhất kiếm một cái nhà cho thuê vài tháng chờ như kiếm một người cho thuê. Đúng rồi, nó cũng mất thời gian. Mất thời gian, trong khi đó mình lấy tiền mình ra trong vòng mấy tháng đó. Dạ. Dạ. Nên thôi giúp bác cho ghê nữa. Để nó bán này nha. Con cái nó có việc ở làm. Chẳng phải đi làm ghê là muốn ai á. Dạ. Dạ thôi con cái đi làm ghê là muốn cái ai á. Tô nào cũng gấp đầy ấp luôn. Ăn một tô này no khác. No lắm chứ. No. Nhiều người ta thấy múc nhiều người ta múc tự ăn rồi ta biết đó, người ta sợ lắm. Ta múc ít ít múc đi. Mà thấy là nhiều người còn đang thêm nữa đâu. Dạ. Nghe nghe đi ra bắt bếp đi. Bắt đi bắt đi. Bán 85.000 cây cắt còn được cả 80. Cắt giỏi quá, cắt mỏng. Cắt bị hụt quá. Không phải thấy mỏng quá nó ngay nó thấy miếng chả nó không ngon lành vậy đó. Dạ. Cắt quen rồi thấy nó mỏng mỏng quá chịu được. Bán lẻ nguyên cây được 85 mà cắt hết bán được cả 80. Không được 80 nữa chứ đầu thừa đi thẹo. Dạ. Chả này là có đạt hay không? Đạt. Đậu cũng đạt. Chả này là chả gì không? Chả này nó là chả heo nhưng mà nó làm cái dạng có tiêu á, à. Làm cái dạng Huế để nó bán bún bò á. À, chả Huế. Chả heo. Để nó làm bán bún bò á. Có nhiều người đi ăn tô bún hay đi ăn bún quấn rồi. Cắt miếng chả nó mỏng như cái lá lúa ăn. Nó không có cảm nhận được ngon hay không phải không? Yeah. Mình ăn miếng chả nó phải dày dày mà có cảm nhận nó còn biết cái nó còn ngon ha. Dày ăn mới sướng. Đúng rồi. Cách miếng chả mà nó mỏng ăn nó không có cảm nhận được nó ngon. Rồi khi bán là lỗ quá. Nó bảo con nó bảo mẹ cách miếng chả dày thật chứ người ta cũng thấy sao cô cách dày vậy? Để mẹ đi. Ăn rồi biết đi tí thì mẹ nó bán cho nó. Giờ mình ăn tất cảm nhận nó ngon.
ngon chứ được. Thịt miếng chả mà nó mỏng quá. Bảo giỏi quá mà bán lên. Bán nguyên cây được 85.000, cắt riết còn có 80 có khi 75.000. Bán nguyên mấy cái đầu thừa đi đẹp ở đâu có bán được. Cô bán là đông là toàn cái đông cái giờ mà con thấy là cái giờ mà 4 giờ á. 3-4 giờ ha, là đông nhất. Bây giờ là đông nhất. Có hôm thì cũng tùy, cũng có hôm cỡ giờ này cũng đông lắm mà tao mua về. Dạ. Yeah. Chị mua mấy gì? Dạ. Nè, cho cổ bịch nè nhé. Sáng rồi, cái bà ấy hẹn rồi có tới rồi. Một phần như vậy là giá 30k cô ha. Đúng là 30k. 30k vẫn giá như ngày thường ha. Không, trước có 25 thôi à, trước 25. Giờ là cô bán thêm 5k nữa. Bây giờ biết sao không? Cái gì nó cũng lên cô ha. Đúng rồi, rau muống nó cũng lên 5k 5.000 bó. Dạ. 30.000 bó rau muống rồi. Dạ. Rồi dầu bây giờ cũng 180-200.000. Dạ. Ga bây giờ rồi gần 500.000 bình ga 400 mấy đó. Giờ cái gì nó cũng lên hết trơn rồi, chả có gì, xăng cũng lên nữa. Ừ. Thì thà là mình cứ mà nấu chất lượng như vậy đi. Dạ. Mình bút đầy đặn đi chứ mình không có nấu giảm đi. Thà dạ. Là mình lên giá 5.000 tô chứ không dạ. Có chất lượng cũng có bớt phải không? Dạ. Cứ nấu mà bớt đi, cứ thấy nó lên rồi bớt chất lượng, ăn nó ngon. Dạ. Mà tôi muốn nó cũng vơi, tôi muốn nó vơi, tôi chịu không có được. Dạ. Tô là một thấy chưa cua đấy. Đó, cô cua sắn sắn một lần. Đẹp nghe ơi bay nè. Đó đúng là mình bán là không phê người không dạ. Có mình lấy bằng. Không làm lời đúng không? Không mặt bằng cái đi mướn là đi bán cái chân mướn này rồi sao mà mua dạ. Gì? Lấy công làm lời thôi. Mướn mặt bằng cái này không đủ trả tiền nhà đâu. Dạ. Nhà mặt tiền nữa gì cả. Cái đậu hũ ở trên nó cũng lâu ha. Có làm đấy nhưng mà đập người ta. À. Chứ đâu có giỏi cái mức độ mà cái gì cũng làm cái chết. Không có thời gian đâu ha. Đúng rồi. Chi năm nay là cũng 60 ha cô ha. 60 rồi. Chi làm cho con một tô đi. Ăn ở đây, ăn đây. Ăn bánh đào. Cho vào bánh đào luôn. Ít với ít bánh thôi. Để ăn không hết. Ai ăn nhiều bánh thì bảo cô lấy nhá. Nên mình ăn ít bánh thì mình. Cho con nhiều nước xíu. Con lấy ít bánh thôi để nó hút hết một cái bánh đa kia là tí nữa là khô quá. Thêm miếng muối đi, ít muối. Dạ. Nhiều nước lèo này, nước lèo nhiều. Là tí là bánh đa là nó hút hết vào đó. Nó nở ra. Nở ra là nó cái tô là hết nước luôn. Con lại thích ăn nước á. Dạ, con ăn rồi mà. Ăn rồi. Cứ ăn đây lần rồi mà. Cua nguyên chất này là chất lượng.
Đây cái tô bánh canh cua. Bánh đa cua. Bánh đa cua bên này có dưa cua này, dưa cua nguyên chất này quý vị. Đây có chả này. Đây, cái này là chả nha. Cái này là dưa cua nguyên chất này. Cái này là đậu hũ chiên. Bên ngoài thì ăn nó giòn, mà bên trong thì nó mềm. Bên này là rau muống. Đấy, một cái tô bánh đa cua như này thì là có 30.000 thôi nhé. Bán 30.000, bán bình dân. Trước đây thì chỉ có 25.000 thôi, 25.000 thôi. Nhưng mà dịch thì cô bảo giá nó lên đó, các cái vật giá gọi là nguyên liệu nó lên nên là cô tăng thêm 5.000 nữa. Nhưng mà cái tô vẫn đầy, vẫn là rất là nhiều nhé. 30.000 tô này là ăn no luôn đấy. Cái mời quý vị nhé. Cái này có chanh, cắt thêm ít chanh nhé. Sẽ thử cái nước lèo ở đây xem như thế nào nhé. Nước lèo này, nước lèo này nước cua không quý vị? Cái nước lèo nó ngọt thanh nhé quý vị, rất là thơm mùi cua. Nước lèo ngon. Sợi cánh bún này nhìn nó đẹp. Này là chả rất là dày, tái dày bằng đốt tay luôn. Này là dưa cua nguyên chất. Đấy. Rất là thơm. Thơm lắm. Ăn nó bùi bùi béo béo. Dưa cua quá chất lượng. Cái tô này 30.000 mà nó rất là nhiều, quá nhiều. Cái này là đáng ít bánh nhá nha. Cô mà cho nhiều bánh nữa thì nó đầy ắp cái tô luôn. Đây này, bánh đa, cái này bánh đa nó ngấm cái nước nước lèo, nước cua này nè. Nó dai dai đó. Nó dai dai mềm mềm. Ai mà ăn được nhiều bánh đa thì bảo cô cho nhiều. Nó dẻo dẻo. Đậu. Đậu ở hôm nay thấy là nó giòn nhưng mà nó ngâm nước này hết giòn rồi. Hết giòn luôn. Kiên ăn gần hết rồi quý vị ha. Và rất là no luôn mà đang còn rất là nhiều này. Bên dưới là còn quá nhiều cua này. À, cô cho tô này 30.000 ăn no căng bụng luôn. Cô bán thì bây cái giờ này á, giờ trưa á, quý vị nó cũng lai dai thôi. Mà nếu mà giờ đông á, thì khoảng 3 đến 4 giờ chiều mới đông. Mà giờ cũng đang dịch nên là nói chung là cũng cô bán mang về là chủ yếu à. Nên là quý vị muốn ăn là quý vị có thể là đặt hàng qua số điện thoại, hay là có thể là đến tận nơi mình mua về mình ăn nhé. Địa chỉ thì Viên sẽ để dưới phần miêu tả video cũng như là số điện thoại của cô.
rất là cảm ơn tất cả quý vị anh chị các bạn đã theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.